Chiếc máy này được mệnh danh là bác sĩ tại gia đối với các bệnh nhân COVID-19 thể vừa và nhẹ, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phổi, viêm phế quản. Ngoài ra, người cao tuổi hay người gặp các vấn đề suy giảm chức năng hô hấp, người bị tai biến đều có thể sử dụng Contech OC5B một cách hiệu quả. Với công suất lên đến 7 lít oxy mỗi phút, Contech OC5B không chỉ cần thiết với riêng người bệnh, đối với những người ở chung cư cao tầng hay môi trường bí bách, chật chội thì đây chính là nguồn oxy tươi dồi dào cho không gian sống và làm việc, giúp tinh thần luôn tỉnh táo, thư thái, chất lượng cuộc sống cũng nhờ đó mà được nâng cao. Máy có đầy đủ giấy chứng nhận CO và CQ của tập đoàn y tế Contech. Máy tạo oxy y tế Contech OC5B có thiết kế khá tinh giản, rất tiện lợi và di động. Máy có một màn hình LED và bộ điều khiển trung tâm ở phần trước. Tất cả các nút bấm đều được tối giản hoặc ở dạng tượng hình. Người lớn tuổi cũng có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng. Phụ kiện đi kèm máy gồm có dây nguồn, dây dẫn khí oxy, mặt nạ sông khí dung, dây dẫn đo nồng độ SpO2, màng lọc sơ cấp và cuối cùng là sổ bảo hành. Rất thuận tiện và đầy đủ để theo dõi sức khỏe tại nhà, đúng không quý vị? Trước khi sử dụng máy thì chúng ta cần phải đảm bảo rằng bình sục lọc ẩm cần được giữ sạch và mực nước theo đúng quy định. Lưu ý rằng mực nước chuẩn xác nhất sẽ ở giữa vạch min và vạch mắc. Hiện tại thì Hồng Hạnh đã vừa khởi động máy. Máy đang ở chế độ cung cấp lưu lượng oxy là 7 lít trên 1 phút. Lưu lượng oxy và nồng độ có thể dễ dàng được hiệu chỉnh để phù hợp với từng nhu cầu của các nhóm thể chất khác nhau. Chỉ số lưu lượng máy đang tạo sẽ được hiển thị trên màn hình chính. Phần nước trong bình tạo ẩm sẽ liên tục được sục một lần nữa để thanh lọc bụi bẩn, tạp chất và vi khuẩn, đồng thời làm cho luồng oxy sẽ luôn luôn được tươi mới, không làm khô mũi và họng người dùng sau thời gian dài sử dụng. Chúng ta có thể hẹn thời gian sử dụng máy thở bằng cách nhấn vào nút cộng hoặc trừ ở đây. Thời gian hẹn giờ sẽ được tăng hoặc giảm 5 phút. OC5B vượt trội hơn hầu hết các máy tạo oxy thông thường vì bên cạnh cung cấp nguồn oxy tươi, nồng độ tinh khiết cao và ổn định, máy còn tích hợp thêm đầu sông khí dung. Với người bệnh, đặc biệt là với gia đình có con nhỏ thì vô cùng hữu dụng. Sông khí dung có tác dụng điều trị viêm mũi, viêm xoang, viêm thanh quản hoặc phế quản hiệu quả. Phụ kiện đi cùng máy còn có thêm dây đo SpO2. Khi sử dụng, chúng ta kẹp đầu dò vào ngón trỏ, trên màn hình sẽ hiển thị nồng độ oxy trong máu và bên phải sẽ hiển thị nhịp tim. Nếu không có nhu cầu sử dụng cho người bệnh, chúng ta hoàn toàn có thể đặt máy trong mọi không gian sống và làm việc. Máy tạo oxy Contech OC5B có khả năng cung cấp oxy cho không gian có diện tích từ 10 đến 20m², tích hợp với hệ thống lọc không khí đa lớp, có khả năng loại bỏ tạp chất trong không khí. Hơn nữa, khi đi vào cơ thể người, mang lại những lợi ích rất tốt cho hệ hô hấp, hệ miễn dịch và hệ thần kinh, giúp cải thiện chức năng phổi, thúc đẩy tái sinh tế bào và điều chỉnh hệ thần kinh tự chủ. Hồng Hạnh đang có một cốc nước ở đây và chúng ta hãy cùng xem là lưu lượng oxy tạo ra mỗi phút thay đổi như thế nào khi chúng ta điều chỉnh nhé. Như quý vị có thể thấy thì luồng oxy tăng dần khi chúng ta điều chỉnh lưu lượng. Máy tạo oxy Contech OC5B cung cấp nguồn oxy với nồng độ oxy nguyên chất, đảm bảo sự ổn định và đạt chuẩn oxy y tế. Contech OC5B được tích hợp công nghệ chống ồn với độ ồn dưới 55 dB, khá yên tĩnh và không hề gây ảnh hưởng đến người bệnh. Máy còn được thiết kế thông minh với tính năng cảnh báo khi ngắt điện đột ngột hoặc khi nồng độ SpO2 của bệnh nhân xuống thấp, hạn chế tối đa rủi ro cho người dùng. Vừa rồi là những đánh giá khách quan nhất về chiếc máy tạo oxy chuẩn y tế Contech OC5B. Hồng Hạnh tin chắc rằng đây sẽ là một thiết bị y tế hỗ trợ bảo vệ sức khỏe không thể thiếu trong mỗi gia đình. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 vẫn đang là điểm nóng mỗi ngày trên các phương tiện truyền thông, thì việc chủ động bảo vệ bản thân và gia đình trước những biến động là điều mỗi chúng ta nên làm.